Kính mời quý khách tham gia trải nghiệm cùng dịch vụ massage chân thư giãn, đặc biệt trải nghiệm từng bước của massage cá. Bạn sẽ lần lượt trải qua những cảm giác rất khác nhau. Sau 30 phút thư giãn, những tác động này sẽ giúp đôi chân tuần hoàn máu, làm cho đôi chân bạn sạch sẽ và